Cái gì cũng phải có một cái giá của nó. Thẳng vấn đề là mình mở rộng tư duy ra. Nếu mà chúng ta nghĩ là chắc chắn chúng ta thành công ý, thì tất cả chúng ta đều đi đầu tư hoặc là kinh doanh hết rồi. Rủi ro hay không thì tùy thuộc vào em. Và nếu bạn không giảm được 20 cân thì anh sợ hãi. Xin chào các sếp, xin chào MC Thành Trung cũng như khán giả truyền hình. Tên em là Trần Kỳ Hoài, năm nay em 29 tuổi. Em tốt nghiệp cử nhân khoa du lịch Viện Đại học Mở Hà Nội. Có hai ngày quan trọng nhất trong cuộc đời một con người, đó là ngày chúng ta được sinh ra và ngày chúng ta biết tại sao chúng ta được sinh ra. Em rất may mắn đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi thứ hai, đó là việc giúp cải thiện cũng như thay đổi cuộc sống của mọi người xung quanh em. Việc 10 năm làm trong lĩnh vực kinh doanh và sale cho em một cái cơ hội để em thực hiện được sứ mệnh của mình. Và nếu các sếp đang tìm kiếm những ứng viên cho vị trí trưởng phòng về kinh doanh bán hàng hoặc một mảng công việc nữa là đào tạo mà công việc em rất là yêu thích, thì em là ứng viên số 1. Xin cảm ơn. Thông tin đã được gửi về hệ thống. Một trong những công việc mà em thấy là em có khả năng làm á là đào tạo, đúng không? Em chia sẻ thêm với anh về cái nhận xét đó đi ha? Tức là tại sao em nghĩ là em có cái khả năng đấy và đào tạo cụ thể đây là đào tạo gì? Và em cũng không biết là mình có cái khả năng về đào tạo đâu. Mãi cho đến khi mà em 23 tuổi, khi em bắt đầu làm cái doanh nghiệp, thế thì em là người chịu trách nhiệm mà tuyển dụng nhân sự cũng như là đào tạo họ, hướng dẫn họ những cái buổi đầu tiên khi họ mới nhận việc. Thì về sau này em thấy cảm thấy đấy là công việc cả em thích thú ngoài cái công việc chuyên môn của mình. Với cái công việc hiện tại mà em đang có ấy, em cũng là người đảm nhiệm cái trách nhiệm mà đào tạo các bạn nhân viên cũng như là những cái đối tác, những cái doanh nghiệp mà đang hợp tác với chủ đầu tư là bất động sản bên em, là người đào tạo họ, hướng dẫn họ đây là cái phân khúc, đây là cái sản phẩm của chúng ta, và quan trọng là cái cách bán hàng, cái tầm nhìn của chủ đầu tư cũng như là của công ty của em muốn đạt tới. Đào tạo không chỉ đơn giản là cách bạn nói ra như thế nào, đúng không ạ, mà chúng ta phải chuẩn bị thông tin ra sao, hiểu cái đối tượng chúng ta đào tạo như thế nào, chúng ta có thể làm tốt được. Tuy vậy thì em rất là tự tin mình có thể là mình làm đảm nhiệm tốt cái vai trò này. Anh nhìn em, anh thấy em có một cái sự chân thật. Theo em thì những cái gì em làm ở đây, thì khi mà em đứng trước những cái doanh nghiệp dịch vụ về truyền thông quảng cáo như những công ty như tập đoàn Quân Xanh, thì em nghĩ rằng là mình có khó khăn gì và mình sẽ vượt qua như thế nào? Em hiểu rằng khi mình sang một lĩnh vực mới là mình phải học lại từ đầu. Với doanh nghiệp của sếp thì chắc em nghĩ em sẽ cần khoảng tầm 3 đến 6 tháng để mình ngấm tất cả những cái gì liên quan đến truyền thông, cái mảng mà em phải công nhận rằng mình đang là điểm yếu. Thế thì để cải thiện cái đó, em có một cái quan điểm rất là hay, mà thực ra đây là một cái cách làm của một cái doanh nghiệp rất là lớn ở thế giới rồi. Nếu chúng ta không tốt hơn, chúng ta phải rẻ hơn. Nếu chúng ta không tốt hơn, không rẻ hơn, chúng ta phải nhiều hơn. Nếu chúng ta không có ba cái trên, chúng ta phải nhanh hơn. Mà nếu tất cả chúng ta không có thì chúng ta phải có cái dịch vụ tốt hơn. Thì nếu những khách hàng của sếp đang có, những khách hàng mà chuẩn bị làm việc với sếp mà chúng ta để ý đến dịch vụ, chúng ta chăm sóc họ một cách nhiệt tình, thế thì không phải lần này thì những cái lần sau nữa thì họ sẽ sử dụng dịch vụ của chúng ta. Thì đấy là quan điểm của em ạ. Nếu mà chuyển sang bên xuất khẩu em có làm được không? Thực ra đấy là cái mà định hướng công việc mà em rất là muốn làm, thì vì rất là lâu rồi em chưa được làm việc với đối tác quốc tế. Em cảm giác mình thấy thoải mái hơn khi mình nói chuyện với người nước ngoài. Em cũng là một người có tư tưởng khá là mở mà, và bạn bè đối tác của em thì hầu hết là đều là người nước ngoài cả. Bạn bè em từ nước nào? Đó là ở Ấn Độ, Singapore, Malaysia, Indonesia là những cái nước mà em đã có làm việc cả. Muốn xuất khẩu sang Malaysia, sản phẩm gia vị, dead food thì em định làm thế nào? Theo em được biết thì Malaysia, Indonesia, những cái nước mà ở khu vực đó thì thường họ có những cái gia vị về cay nồng, cay nóng rồi. Thì đấy là cái gia vị truyền thống của họ. Thế thì là con người chúng ta luôn muốn thử những cái mới, đúng không ạ? Thế thì Việt Nam chúng ta có những cái loại gia vị mà ngoài cái vị đó, cay đó ra, ví dụ như là những cái gia vị về muối tôm này, những cái mà sản phẩm truyền thống mà doanh nghiệp của sếp em biết đang làm, thì việc chúng ta educate cũng như chúng ta giới thiệu được cái sản phẩm đó với những cái hương vị mới, những cái trải nghiệm mà khách hàng họ chưa có ấy, thì là cái điểm chúng ta có thể tác động vào, đánh mạnh vào để chúng ta có thể bán sản phẩm của chúng ta không những Malaysia đâu mà rất là nhiều nước khác ở trên châu Á nữa. Cái cách tiếp cận thị trường của em như nào và nước nào là cái nước mà em sẽ ưu tiên đối với gia vị nền đặc sản vùng miền của Việt Nam? Thị trường châu Âu và thị trường Mỹ luôn là những cái thị trường mà là tiềm năng nhất cho sản phẩm về gia vị. Thứ nhất, về cái hành vi của người tiêu dùng của châu Âu cũng như của Mỹ, họ đang thay đổi dần, họ rất là thích đồ ăn châu Á. Đấy, đây là thứ nhất. Cái thứ hai là cái việc mà ở đó chúng ta có những cái cộng đồng Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam cũng như cộng đồng người châu Á rất là lớn, cái người mà rất là nhớ cái hương vị Việt Nam, thì đó là cái điểm thị trường mà em nghĩ là luôn luôn là cái thị trường mà tiềm năng nhất. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải nhìn vào những thị trường khác, ví dụ như thị trường Đông Nam Á mà em vừa chia sẻ với sếp Dũng, Malaysia, Indonesia, thậm chí cả Ấn Độ nữa. Những cái thị trường gần chúng ta hơn, nó sẽ thuận lợi hơn chúng ta rất là nhiều cái việc của chúng ta xuất khẩu. Chúng ta có những cái chính sách, có những cái chương trình để chúng ta có thêm những cái thị trường mới nữa trong tương lai. Đó là quan điểm của em. Cảm ơn sếp. Cái kênh mà em tiếp cận thị trường quốc tế như nào? Truyền thống chúng ta vẫn có những cái tiếp cận, ví dụ như là qua những đối tác corporate, có nghĩa là những doanh nghiệp của các sếp đã có những đối tác corporate sẵn sàng rồi, đúng không ạ? Thế thì cái thứ hai mà cái kênh mà hiện tại xã hội cũng rất là quan tâm, đó là kênh viral cũng như là kênh digital marketing.
đúng không ạ? Thì tất nhiên em cũng phải công nhận là mình không có quá cái điểm mạnh về cái đấy. Tuy nhiên nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta vận dụng những cái điểm mạnh của digital marketing để tiếp cận khách hàng một cách nhanh chóng hơn, một cách rộng hơn, thì đó là cái điểm chúng ta cũng cần lưu ý ngoài cái kênh offline truyền thống. Thì anh nhìn em, anh có cảm tình. Đó là lý do tại sao em có bốn đèn, tức là có một cái gì đó tin tưởng. Em về với công ty anh thì anh sẽ offer em vị trí là trưởng phòng kinh doanh cấp cao và phụ trách những khách hàng rất là quan trọng, lương cứng nó rất là cao. Thì hy vọng rằng là giữa doanh nghiệp cũng như với em nó có một cái điểm chung nào đó mà chúng ta có thể hợp tác được. Thì anh dự kiến cái vị trí của em là trưởng phòng kinh doanh quốc tế ngành nông sản, cũng giống như vừa bên anh Dũng, như bên anh Dũng là gia vị, bên anh là chế biến, những ví dụ như bánh điều rồi và tất cả những cái đặc sản nó thuộc về vùng miền của Việt Nam để xuất khẩu ra thế giới. Trước hết chúng ta sẽ cùng đến với mức lương kỳ vọng mà ứng viên đưa ra. Xin mời. 25 triệu. Vâng, điều tôi lo phần nào đã xảy ra. Sếp Trương Tấn Bình, vị trí trưởng phòng kinh doanh, mức lương 18 triệu. Sếp Nguyễn Trung Dũng, vị trí nhân viên xuất khẩu, mức lương 23 triệu. Wow! Vậy là bạn đã có cơ hội đầu tiên và chúng ta cùng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì sếp Lưu Nga đã dành cho bạn vị trí phụ trách phát triển sản phẩm mới, mức lương 25 triệu. Wow! Chúc mừng bạn, sếp Lê Đức Tuấn, vị trí phụ trách kinh doanh quốc tế ngành chế biến nông sản, mức lương 26 triệu. Thế em xin phép đặt câu hỏi sếp Lưu Nga. Chứ chăm hỏi là với cái công việc và vị trí này ấy, thì em sẽ là người đảm nhiệm như chị nói là bắt đầu mình phát triển một sản phẩm mới này, bán hàng rồi marketing. Thế thì em là người đóng vai trò quyết định hay là em là người gắn kết tất cả những cái bộ phận trong công ty để làm ra một cái sản phẩm như thế này? Đó là câu hỏi của em. Em có dám là người quyết định không? Em xin chia sẻ, em tự tin mình có thể quyết định, nhưng với cái vị trí này và với sản phẩm mới thì em sẽ đảm nhiệm cái vai trò là kết nối, cái mà vai trò mà em tự tin. Và trong 1 đến 2 năm tới, nếu cái sản phẩm mới này có sẽ thành công thì em tự tin xem nhận cái trách nhiệm là sẽ người đứng đầu của cái dự án, cái sản phẩm mới này. Thì sẽ thấy ở em đâu là cái điểm em có thể mình xuất phát được, mình nắm vào được để mình có thể thành công trong lĩnh vực nông nghiệp này, là lĩnh vực mà em biết là rất là khó khăn chứ không phải là đơn giản ạ. Thì đó là câu hỏi của em. Anh thấy em có lợi thế là một là em làm ngành du lịch mà cái đó rất là cần, nó sẽ đóng góp được, bởi vì là trước khi xuất khẩu với nước nào anh muốn phân tích cái văn hóa ở nước đó ra sao, cái hành vi tiêu dùng nó như thế nào. Mà cái người làm du lịch thì như em chắc chắn là khi tiếp cận một cái thị trường quốc tế em đã phải tìm hiểu, nghiên cứu về văn hóa đấy, về hành vi tiêu dùng của bên đó rồi. Thì mình hiện nay cái Việt Nam của mình, nông sản đặc sản vùng miền của Việt Nam nó rất là phong phú, thì mình nghiên cứu văn hóa, mình hiểu về hành vi tiêu dùng của họ để mình ưu tiên đưa những sản phẩm nào vào các quốc gia nào. Anh nhìn thấy được cái người làm du lịch là có được những kinh nghiệm, có được những cái kiến thức về đó. Đấy, còn cái việc mà phát triển kinh doanh ở đây thì bên anh làm rất là sâu, là hầu như các bạn quản lý một cái chuỗi cung ứng luôn. Ví dụ như em về điều chẳng hạn, là em phụ trách cái việc xuất điều chế biến, thì em phải đi từ nguyên liệu đấy, cũng nghiên cứu cùng với, tất nhiên là có Andy, nhưng mà mình cũng cùng tham gia cái dự án đó đấy, để mà đi đến đưa được sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Trước khi em đưa ra quyết định của mình thì em xin chia sẻ là em là con người kết hợp giữa cảm xúc và lý trí. Vì lựa chọn của em là sếp Huấn ạ. Xin được chúc mừng. Hãy đăng ký tham gia Cơ hội cho ai Who Chance ngày hôm nay để chớp cơ hội vàng, sẵn sàng bứt phá.